Vào cửa hàng mỹ phẩm, người phụ nữ sang chảnh liên tục nhét đồ vào túi rồi bình thản rời đi. Mới đây, một vụ trộm đồ tinh vi của người phụ nữ được ghi nhận ở cửa hàng mỹ phẩm thu hút sự chú ý. Cụ thể, người phụ nữ mặc đồ khá sang chảnh vào cửa hàng mỹ phẩm trên để lựa đồ. Tuy nhiên, trong lúc xem mỹ phẩm, chị ta lấy hai món đồ để cùng xem một lúc. Ban đầu, người phụ nữ chăm chú xem xét kỹ lưỡng sản phẩm. Sau đó, chị ta đưa tay phải dần dần hạ xuống thấp sản phẩm khỏi tầm nhìn. Thậm chí còn giả vờ nói chuyện hỏi han nhân viên tư vấn trước khi làm hành động đáng xấu hổ. Khi bạn nhân viên bị mất tập trung do nghe điện thoại và bận xem sản phẩm để tư vấn, người phụ nữ nhanh chóng lấy món đồ nhét ngay vào túi và tiếp tục xem đồ như bình thường. Lúc sau, chị ta di chuyển sang khu vực dưỡng thể và nước hoa, tiếp tục xem xét các món đồ và thực hiện thủ thuật như trên, ghi giấu một sản phẩm vào túi áo trong lúc nhân viên đang bận tư vấn cho khách khác. Người phụ nữ sau khi lấy được hai món đồ còn đứng lại nói chuyện với nhân viên bán hàng thản nhiên và bình tĩnh cho đến tận lúc đi về. Toàn bộ hành vi xấu xí của người phụ nữ đã được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại. Được biết, hai lọ sản phẩm mà người phụ nữ lấy đều có giá thành khá đắt đỏ, lên đến hàng triệu đồng. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ với bàn tay hư đã khiến dân mạng sục sôi truy tìm danh tính. Nhiều người không hiểu lý do vì sao một người trông có vẻ lịch sự sang chảnh lại có thể ăn cắp tinh vi đến vậy. Người chia sẻ clip cho biết sự việc xảy ra tại một cửa hàng mỹ phẩm ở Hà Nội. Thích dùng đồ tốt mà lại còn free mới chịu. Mà gian xảo ăn cắp tiền của mồ hôi công sức của người khác như vậy chắc sống vui vẻ lắm nhỉ. Mong sớm tìm ra người phụ nữ này, ghét nhất thể loại tấy máy như này, bắt được phạt nặng cho nhé. Trộm vặt nó thành thói quen chứ đâu cũng chả có camera. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.